nhà anh là chất nông dân, không giàu sang chỉ lắm em ơi. Tết cũng muốn đi chơi mà bần mang gian ra phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân. Nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiện ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về xây nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng không mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Thế nào mà chia đôi, mẹ anh thấy anh thương tâm em nên mới bán luôn đi ba đàn trâu. Mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số. Không không sao giờ anh còn quậy lóng bóng là sao. Là vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiện ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về xây nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng không mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Nhà anh là chất nông dân, không giàu sang chỉ lắm em ơi. Tết cũng muốn đi chơi mà bần mang gian ra phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân. Nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiện ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về xây nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng không mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Thế nào mà chia đôi, mẹ anh thấy anh thương tâm em nên mới bán luôn đi ba đàn trâu. Mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số. Không không sao giờ anh còn quậy lóng bóng là sao. Là vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiện ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về xây nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền.